1978. Coi ai làm lính, điểm trúng thằng nào thằng đó làm lính. Lính trên lính dưới giặc. Hi, cứ bắt tao làm giặc hoài, mai mốt làm sao tao đi cảnh sát. Anh cứ như vậy sẽ không chơi với anh nữa đó. Đứng ngon sao, không chơi thì thôi. Đừng có như vậy mà, cùng lắm tao cho mày làm lính tao làm giặc. Vậy thì được. Mày xài giọng con qua đây. Đồ nhóc con, có đóng tiền bảo hộ hay không? Không. Ai cho tụi bay tới đây chơi? Chúng tôi đây mà. Đúng rồi. Chỗ này chỗ nào hả? Lấy hết tiền ra, còn một đồng đánh cũ đó. Lấy đi, ngó gì? Cái gì dữ vậy? Muốn chạy hả? Được. Nhưng mà phải chui qua hắn tao nè mới được nè. Chui đi, báo đi mày. Chui qua. Chui qua, lẹ lên qua. Chui qua. Mày ngó gì? Mau lên đi. Nhìn gì nè. Ngó gì? Ê, Quy Quy, có chạy nhầm người khác không? Nhìn thấy bọn nó mới liền xuống là được rồi. Lỡ tụi nó thấy sao? Ê, liền xong thì núp lại, họ đâu có biết là tầng nào liền xuống chứ. Chuẩn bị đi. Anh Hùng à, uống nước nha. À, lát nữa quăng phố cái bên đó, thâu luôn tiền đi nha. Dạ được. Trên sân thượng kia, họ lên. Dạ. Có chúng hay không? Không biết, tôi không dám ngó, còn lẽ không? Còn nhiều lắm mà. Bắt tụi nó lại. Đồ nhóc con, chạy mau. Đừng chạy nha mày. Đứng lại. Đừng chạy. Đừng chạy nha. Đứng lại. Đứng lại. Liền đi xuống phố đi. Được, đi, đi. Chạy mau. Đi xuống mày. Xuống dưới đi. Lại mày nè. Chết nè. Cho mày chết. Mày à. Cho mày chết. Cho mày chết nè. Ây à. Lẹ lên. Chạy lẹ. Đứng lại. Đứng lại. Quê, đừng lại gần. Anh Cường, chạy mau. Chạy mau đi. Buông tay ra đi. Đến anh đi của tao muốn qua chạy hả? Buông nó ra. Cứ bắt thì bắt tao đi. Không bắt bắt thì bắn tao. Nhóc con, mày cũng bạo lắm. Có đạo nghĩa đó chứ. Anh Hùng cảnh sát kìa. Mày đứng lại. Cảnh sát đi. Đứng lại đó. Cảnh sát đi. Sếp, đâu có gì. Con nít đã lột thôi. Dạ phải. Máu chảy tùm lum quần nó không sao. Vậy thì cảnh sát hết đi. Bị cáo Dư Thiếu An, tội danh đã thương người thành lập. Vì bị cáo còn tuổi nhỏ và là sơ phạm, cho nên bị phán vào diện Nam Đồng Cảm Quá 3 tháng. Vô đi giúp con. An à? Đi đi, nè, đi. Cậu An. Sao hả? Sao lâu quá không thấy tới? Anh sợ bị điện giật đó. Mỗi lần tới đây gặp em là bị sốc. Phải tĩnh dưỡng thôi. Đại ca. Đại ca. Để tôi được rồi. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, trong lúc thích hợp nói chuyện thích hợp, đừng có kêu công khai như vậy. Thì anh là đại ca của họ mà. Cậu An à, tôi đã chuẩn bị một phòng lớn nhất cho cậu. Ý à. Thiệt là tuyệt quá ha. Nhiều chuyện.
cô hai. Buông tay. Cỡ gì chứ? Cỡ gì chứ? Ngồi xuống đi. Buông tay. Cái anh chơi sao? Sẽ phá cho đi như vậy. Thôi mà bỏ đi. Anh sai rồi. Tình ngồi xuống đi. Thôi được rồi, được rồi, bỏ đi, bỏ đi. Đại ca, ngồi xuống đi. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Cảm ơn. Wow, hả? Thật lạnh như tiền đó. Đã tới bao lâu rồi? Khoảng một tuần lễ. Các người vô trước đi. Tôi đi toilet. Bảo gì đại ca? Đại ca! Đại ca! Đại ca! Cảm ơn nhiều. Tại sao? Cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông. Cảm ơn cô cảnh sát Nam Dung. Tôi vốn không nghĩ tới việc cứu anh. Thứ dân nhanh không chết cũng vô dụng mà. Tôi chỉ muốn ngăn cản xảy ra tội ác thôi. Bấm nó lại. Ê, đứng lại. Ê, đứng lại nha. Đứng lại. Đứng im nha. Đứng im. Ê, nè. Đừng có chạy nha. Nằm xuống. Nằm im mày. Ê, mau. Giọt, giọt. Giọt nè. Cái thằng mắc dịch này. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Mày là con khổng long làm sao mà chạy ra được công viên Chu La Kỷ của tao? Úi da, đừng có đánh nữa nha. Cảnh sát đánh người nè. Cảnh sát đánh người. Úi da, úi da, dừng tay. Cái thằng mắc dịch này báo hại tao rửa mày hụt hơi. Tao sắp về hưu rồi, mày còn báo hại tao hả? Đánh đi. Đi. Cái đám mắc dịch tụi mày, nè tiếp tục đi. Chưa đủ hả? Chưa đủ lấy súng ra bắn tao đi. Hả? Con nghi đã vô nhà thương. Cảm ơn nhiều. Chuyện gì? Con Nghi đã bị thương. Có bị nặng không? Sếp biểu mình tới nhà thương hỏi chuyện. Đi. Có phải Dư Thiếu An làm không? Nó cũng sếp bị bỏ mạng. Các anh hãy dẫn nó về trước đi. Tôi với chú Gia về sau. Yes sir. Anh ơi, cái chỗ chết tán bà ở đâu không? Hả? Nói đi, nó ở đâu? Anh về à, bắt được tình báo nói là nó qua Đài Loan rồi. Xuất ngoại à. Biểu anh em làm việc đi. Đúng rồi, làm việc đi. Mau đi. Ai dám chê chỗ đó là biết tay tao. Anh về à, bác sĩ nói là không cho đổi nhà thương đó. Nó nói là mày nghe sao hả?
Tôi là ngốc quá. Anh vậy. Nín đi. Quay, có phải là anh nói không có cho đổi nhà thương không? Tại vì tình trạng. Khỏi cần phải nói nữa, có phải đại ca tao bị gì là mày gánh không? Mày nói là được rồi. Quay, chuyện gì ồn ào vậy? Chợ búa hả? Ai đi? Trung sĩ Lâm Chí Giai. Nếu các anh không muốn tôi cầm về thì hãy lập tức rời khỏi chỗ này. Được, tôi đi. Bảy à, ở lại nếu mà có tin gì gọi máy cho tôi. Dạ. Đi. 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 Cảnh sát không làm sao? Anh câm miệng ngay đi. Cái gì? Bác sĩ, chúng tôi có thể lấy khẩu cung không? Đừng lâu quá nha. Chú Giai à, các dược lạc giặt giao cho chú, tôi đi coi con Nghi. Yes sir. Cái tướng của anh đó nha, giống là tới rầy tôi hơn là thăm tôi. Cô còn nhã hứng nói chơi hả? Cũng may là những đàn bị lợt thôi. Nếu như không thì cô đã bị phụ quốc kỳ rồi. Đã bị là cô đừng có đi nằm vùng, cô không có chịu nghe. Còn Xuân Phong đi xin với ông sếp nữa. Đó, bây giờ đã xảy ra chuyện rồi. Tôi biết là cô thiệt muốn đóng đinh Dự Thiêu An, nhưng mà còn nhiều cách khác mà. Người ta không biết tưởng anh là bạn trai của tôi. À không phải, anh tưởng là bà của tôi mới đúng. Dù sao đi nữa, có cấp trên nào lại muốn nhìn thấy thuộc hạ của mình vào nhà thương chứ? Nghĩ trở lại thì không biết nên cứu hắn hay không. Thứ dân đó thì là đáng chết. Người khác thì tôi không biết, nhưng mà chính nghĩ như thanh tra Phương Mẫn Nghi là tuyệt đối không có để xảy ra tội án mà. đâu được có chuyện ra sao? Nghi à, không sao chứ, có bị thương nặng không? Vẫn còn biết nói chuyện, chưa có bị chết đâu. Đàn bà con gái đi nằm vùng làm gì, nói hoài không chịu nghe. Bây giờ được rồi, bể mánh rồi, để chú Giai khỏi lo lắng nữa. Thật ra tôi không sợ gì đâu. Tướng cô giống như Hoa Khôi Hồng Kông mà, sợ tụi nó hãm hiếp cô thôi. Người này mới là cha đó. Thì là ở hiền không gặp lành mà. Chú Giai à, đừng có giận mà. Bộ tôi nhỏ nhặt vậy sao? Để ngày mai tôi nấu canh cho cô tẩm bổ nha. Tại sao làm xong mau vậy? Cái thằng đó thì làm phách quá mà. Nói phần nữa thôi đã kêu mệt. Mấy cái gì còn lại tôi hỏi con Nghi rồi, đã không thèm trả lời. Thôi kệ nó đi chú Giai, thứ dân này không làm phách được bao lâu đâu. Chú đã làm cả đêm mệt lắm rồi, về nghỉ đi, chỗ này giao cho tôi. Dạ rồi, chịu cực không nổi. Cô đó nha, nghỉ ngơi nhiều chút đó. Biết rồi. Nếu cô là con gái của tôi nhất định rầy la cô đó. Bây giờ chưa phải là rầy la sao? Hả, còn cãi lại nữa. Thôi được, nghỉ chút đi nha. Tôi cũng biết anh nhất định sẽ tới mà. Sau đây, vì chuyện công hay là chuyện tư? Cái vụ đó của Tấn Ba làm hả? Chuyện giang hồ để giang hồ giải quyết. Một năm mấy trước anh nói với tôi là sẽ giải nghệ, rồi kể cho tới ngày hôm nay. Tôi đã vào ô ký rồi mà, anh lại gây ra chuyện này. Quầy, như vậy không có xong đó nha. Có nhiều việc muốn gấp gáp cũng không được. Ông của anh sắp ra tù rồi, anh còn không nhanh tay. Tôi lo là anh không thể thoát thân. Chuyện chỉ đi, tôi có thể lo liệu mà. Anh còn nắm quyền thì là dễ dàng thôi. Giang hồ có quy củ của giang hồ mà. Anh hiểu ý của tôi chứ? Tôi biết tổ của anh đang theo dõi tôi, thì anh cứ làm theo luật đi. Không lẽ tôi trách anh? Nè, mới ra đó, tặng cho anh. Anh chơi thì chơi, nhưng phải lanh lợi một chút. Tôi không muốn đứt tay phải cầm người bạn già chơi từ nhỏ tới lớn với tôi. Biết rồi, làm theo ý của anh. Vào khoảng tháng 9 tới tháng 10 năm nay, cái đám người Trần Đông Dương trước sau đến cướp ba tiệm vàng ở khu Chim Sa Chuỗi. Anh là kẻ chủ mua sau lưng hả? Sao coi nặng trong quá vậy? Tôi có tài đức gì chứ? Vụ này lớn lắm, tôi muốn đâu có nổi. Anh thường đi chung với Trần Đông Dương mà không quan hệ à? Không lẽ BD sao? Đâu những vậy, khắp phố đều là người mà, sao không nói tôi làm tình tập thể? Quầy sếp à, nó bị si đà đó. Có phải là mày ngứa mình, muốn bị ăn đòn không? Quầy, là anh dạy tôi thôi, có chuyện thì gánh chung mà. Trần Đông Dương tối nay đi ăn cướp, tôi không may ở chung với nó, thì anh nói tôi có phần rồi. Bây giờ tôi bị si đà mà, anh thì ở chung với tôi, cho nên anh bị chắc đó. Mày nói cái gì, hả? Không đâu, chúng tôi muốn đối phó với Diệu Thiếu An. Lâu nay anh đối địch với nó mà. Nếu mà anh chịu khai ra chuyện của hắn thì chuyện của anh chúng tôi coi như là không biết. Nè, tại anh nói tôi nhà, tôi không nói là đối địch với hắn. Tưởng tôi lần đầu tiên ra chơi sao? Anh biết hậu quả kẻ nằm vùng ra sao không?
là chết không toàn thây, phanh xác ở ngoài phố đó. Đừng giữ chơi nha. Nè, tôi cho anh thời hạn 2 ngày hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Luật sư đã tới rồi, ra ngoài làm thủ tục là có thể đi được. Vậy tôi đi nha. Sếp Triệu, cho hắn đi đi. Luật sư ở Hồng Kông thì hữu dụng chứ. Tôi nói cho anh biết, cái vụ của Trần Đông Dương anh chạy không thoát đâu. Anh đủ chứng cớ thì đâu cho tôi được bảo lãnh. Cái đồ mắt dít làm phách hả? Yên tâm đi, nó sớm muộn sẽ chết dưới tay của mình thôi. Tôi đã nói bao nhiêu lần, đã bao nhiêu lần tôi biểu anh đó, đừng có đưa bọn dòng lớn xuống đây, có biết chưa? Tôi đang nói chuyện với anh đó. Không có người đàng hoàng cho anh làm sao? Công ty tài vụ, karaoke, hộp đêm, có cái nào kiếm ông ra tiền chứ? Anh cho tôi biết đi. Đủ ăn hay đủ uống đi? Mình làm lớn chưa cần thì thôi. Còn nắm anh em, khỏi ăn hay sao? Chỗ này có bao nhiêu người, chỉ một mình anh là giàu có thôi. Khổng Long vậy là thái độ gì nói chuyện với đại ca như vậy à? Mày là thứ gì đây? Là lớn hay nhỏ? Dám hét tao? Đông người tao ngán hả? Rảnh rỗi dây đàn em của mày đi. Nói lại cho đàng hoàng, đừng nói là tao hâm dọa. Nè, bậc chú bác, ai nấy đều kêu réo, nói là không có bữa cơm đâu. Anh hỏi họ đi. Đổ thuyền nó có kiếm nhiều tiền bằng sòng bạc? Không sai. Cả đám đàn em đều đòi cho dây lãi cao. Mở công ty tài vụ hả? Lợi nhuận thấp lắm đó. Dạ này xã đoàn thâu vô à, đã ít đi nhiều. Ông Hùng sẽ ra cằn nhằn đó. Bên ông Hùng cứ giao cho tôi. Tôi làm như vậy chỉ là vì đám anh em thôi. Được mà, cậu nói là có thể lo liệu. Vậy chúng tôi đi nha. Đi. Anh thích làm nghề đàng hoàng hả? Được. Tới ngành giải nghệ, nhất định vượt luôn giải thanh niên xuất sắc mà. Làm người đàng hoàng, nhớ phải làm nghề đàng hoàng nha. Anh Nang à, sao để thằng mắc dịch này làm phách quá vậy? Tiền của tháng này ra sao? Cũng giống như là tháng trước 10 mấy triệu. Dư Thiếu An, như vậy là ý gì? Cảm ơn lần trước cô cứu lại tôi, một ít tâm ý thôi. Không cần đâu. Chúng ta đã từng giàu sanh ra tử chung với nhau mà, tại sao làm dữ với tôi quá vậy? Tôi cho anh biết, nếu tôi kiếm đủ chứng cớ, tôi nhất định sẽ đóng đinh anh. Cậu An có thiệt không đó? Cậu định phí thì giờ đi của bà cảnh sát này sao? Đẹp mà, đẹp thiệt mà. Hey, mình đừng có chỉ biết mấy cái ổ đồng đó thôi. Đồ trẻ tiền. Chip. Chú Giai à? Xin lỗi nha, đã quấy rầy chú cả tuần lễ. Thiệt khờ quá, đừng có ăn nói khách sáo với tôi vậy. Thường ngày cô giúp tôi lại mà, tính sao đây? Nhớ kỹ nha, từ nay mỗi tuần ít nhất phải tới nhà tôi 2 lần để tôi nấu canh cho cô uống, cô biết chưa? Vậy thì... Mặt mày xanh lè à, phải thoa chút phấn hồng chứ. Bộ tưởng cô là búp bê sao? Tại sao có chuyện 97 vậy? Chú Giai à, đừng có hút thuốc nhiều quá, có hại cho sức khỏe đó. Nghi à, tôi cũng giống như cô, người nhà di dân hết rồi. Ngày lễ ngày Tết, ngoài cái việc sốt sắng làm việc, chỉ có tôi ở với cô thôi. Thật ra cô nên kiếm đại người bạn đi. Như vậy chú có đàn ông nào giới thiệu cho tôi đi? Có chứ, tôi với cô đều quen biết mà, chỉ là coi cô thôi. Ha, vừa nhắc tới rồi. Hai, tôi xuất viện rồi, cô phải giữ gìn sức khỏe đó. Nè. Phải, mỗi ngày một trái táo, sức khỏe mới được dồi dào. Ông cũng phải ăn nha. Sớm muộn sẽ đóng đinh mày. Cho dù đóng đinh, cũng đừng có liều mạng, làm công thôi. Thứ dân này giữ lại cũng vô dụng. Đối phó với bọn xã hội đen chỉ sốt sắng vô dụng thôi. Có nhiều lúc phải biết dùng đầu óc. Người ta ra tay còn hơn là mình đó, không hại tới sức khỏe. Kinh nghiệm này quý báu lắm. Như vậy thì đừng có làm bà cảnh sát nữa, đi lấy chồng sinh con cho rồi. Hả? Chính xác đó. À, sếp Triệu à, sao lại đến trễ vậy? Uổng công tôi xây cầu lấp lậu cho sếp. Chú nói gì đi? Thì kệ ông nói chơi thôi mà. Quầy, thu dọn xong chưa? Đã làm thủ tục xuất viện rồi. Chờ anh thôi. Tôi đưa cô về nha. Không cần đâu, tôi muốn đi gặp con tôi. Con của cô? Thank you.
Này nè, đẩy cho đi, cao nữa. Từ từ nha. Chị à, có phải chị đã tới không? Sao em biết vậy? Em ngửi ra được cái mùi nước hoa của chị. Nè, lại đây để chị coi em có cao chút nào không. Dĩ nhiên là có. Ừ, thiệt á, đã cao hơn nhiều. Chị à, hả? Hai tuần lễ này em không có được vui đó. Tại sao? Có mấy bạn nhỏ ăn hiếp em hả? Chị với chú không biết có phải tông đồng với nhau không. Đều không có ai tới thăm em hết. Xin lỗi nhờ, chị thiệt rất bị bệnh đó mà. Nhưng mà hôm nay em thì là vui lắm. Có phải vì chị tới thăm em không? Không những là như vậy, hôm nay chú đã tới để xin phép dẫn em ra ngoài uống nước nữa đó. À chị à, hả? Hôm nay chị có rảnh không? Hay là chị đưa em đi nha? Được mà. Ý, em cẩn thận nha. Để chị đưa em đi, tại vì chị cũng biết chú đó như thế nào. Chị cũng thương em như là chị vậy. Nè, thiệt là khác ăn nói quá đi. Chú làm ăn thì là bận rộn lắm, nhưng mà chú nhất định sẽ tới mà. Không sao đâu, mình nói với ổng là mình cũng vừa tới thôi, vậy là được rồi. Ừ. Đưa chìa khóa cho tôi. Trên thế gian này có nhiều chuyện như là trời định gì. Chú à, chú đã tới hả? Phải, Dư Thiếu An đó. Xin hỏi quý danh. Phương Mẫn Nghi. Chuyện gì vậy em Minh? Lần đầu tiên gặp mặt thì phải bắt tay chứ. Bắt tay nhau rồi làm người bạn thân với nhau. Nè Minh à, cháu muốn ăn gì uống gì? Cháu ăn bánh sandwich. Ừ, còn cái nước gì mà lần trước cháu đã uống thì là lạnh lắm. Ừ, còn có màu xanh nữa. Xong là nước màu xanh. À, phải rồi. Làm sao biết phân biệt màu sắc vậy? Của chú dạy đó mà. Chú nói là nhìn không thấy không có sao, còn có thể đi. Đi cảm giác. À, dạ phải, có thể đi cảm giác. Màu đỏ thì nó lên nhiệt tình, còn màu xanh thì là lạnh, cũng như là nước biển vậy đó. Mây trời hả thì là màu trắng, còn cây thì là màu nâu. Cầu trời thì có rất là nhiều màu. À, còn cỏ thì là màu xanh. Các bạn của em thường nói là em không có biết. Thật ra em thì là cảm giác ra được mà. À, thưa ông dùng gì? Cho tôi. Bên mình thật là giỏi quá. Một ly soda màu xanh. Cô Nghi à, cô dùng gì? Cà phê làm ơn. À, cho hai ly. Cảm ơn nhiều. Mai này em lớn lên em nhất định giỏi hơn ba. Nhưng mà có chuyện này, em thì là không thể giỏi hơn ổng, là không thể đi bắt ăn trộm được. Bắt ăn trộm? Ừ, chứ nói là ba của em cũng oai phong như là chị đó. Kèm một cái là ổng không có súng, cho nên mới bị ăn cướp bắn chết thôi. Có đồ ăn rồi, ăn xong rồi nói nha. Nè, ly này của cháu. Cảm ơn nhiều. Chào chị. Hai, bé Minh à, chào bye bye với chị đi. Bye bye chị, bye bye chú, bye bye. Bye, ngủ sớm nha. Con muốn đi ăn bữa cơm không? Tôi nghĩ không cần thiết như vậy. Xe bị hư hả? Lên xe tôi nha. Cô không phải sợ tôi chứ? Tôi sợ điều gì? Mưa lớn như vậy khó đón xe lắm. Cô tin tôi đi, dù có xe cũng bị người ta đón hết rồi. Lên xe tôi đi. Lên mau đi.
Nói chuyện chút đi cô hai. Sao buồn quá vậy? Thực ra bé Minh thảm thương lắm. Vừa chào đời cắm mắt đã không thấy đường. Ba của nó về đại ca mà bị người ta chém chết. Rồi má của nó mới bỏ đi thôi. Nếu mà cho bé Minh biết ba của nó là người xấu thì càng khiến cho nó đau lòng thôi. Thực ra tôi thấy giữa tôi và cô cũng có duyên lắm chứ. Nếu mà tôi có thể đến tay còng anh thì thiệt là có duyên. Anh đừng có tưởng là anh thâu dưỡng bé Minh là có thể tích lại phước đức. Vô dụng thôi. Ê, không mời tôi lên uống cà phê sao? Vô duyên. Cô có biết không, nếu cô là chủ đại viên hả, tôi nhất định sẽ cua cô mà. Nhưng bây giờ cô là cảnh sát, tôi phải càng cua cô nữa. Quay, tôi sẽ tặng mộng cho cô tiếp. Maximum security prison. Ông Hùng. Ông Hùng. Tiền đông đủ chưa? Đông đủ rồi. Sĩ nghiệp quá xa đoàn thiệt đúng. Nhưng mà thu nhập mất đi 3/10 thì thiệt là không xong đó. Thì phải rồi, các chú bác đã càng nhận là không có được bữa cơm no. Tôi đang nói chuyện với Thiếu An, đừng có xen vào. Chủ yếu là có vài thứ đã chuyển qua làm ăn đàng hoàng. Xã hội đen thì là xã hội đen thôi. Cậu tự cưỡng ép để mà thay đổi chỉ là uổng công phí sức. Ông Hùng, cái chỗ người quản tôi không muốn giao lại cho ông. Thằng Long có nhắc với tôi rồi. Sao đây, kiếm đủ tiền rồi muốn giải nghệ hay là quen biết được con gái nhà lành đây hả? Không phải, tôi muốn sống lại cuộc đời bình thường. Tôi không muốn chém nhau nữa. Chuyện tốt đấy. Ông Hùng, thì đã hẹn nhiều người lắm hả? Thế gian này rất là hiện thực. Bây giờ trở ra rồi cũng phải chào hỏi bà con chứ. Không làm đại ca sẽ mất đi rất nhiều thứ đó. Cái loại xe nhỏ cậu đi quen hay sao? Việc này có gì không quen chứ. Tôi thì dù sao cũng thích đi xe lớn hơn. Ugh.
Vậy xin lỗi nha, bác bao nhiêu chú bác chợ mình tôi. Thằng ba, hoài phong quá rồi. Anh là ai? Ông Hùng, cháu của ông hay là chắc của ông đây? Sao cái miệng hôi quá vậy? Tôi không phải là không nể mặt ông, nhưng mà sớm quá như vậy làm sao mà tôi thức nổi chứ. Lần sau có trò chuyện thì chọn ban đêm đi. Chỗ của tôi hả? Các vị, hôm nay tôi trở ra là để gặp mặt với các vị, đồng thời tôi muốn biết được ai có thù hằn lớn với Thiếu An như vậy và muốn thủ tiêu nó. Lâu nay vừa Thiếu An hay đụng chạm gây thù với người ta mà, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ông Hùng, tôi thiệt không hiểu sao ông lại thâu cái thứ đàn em này, thất bại quá đi. Anh chơi đã chưa? Mày là cái thá gì? Anh hai của mày chưa dám nói chuyện với tao như vậy đó. Thằng bà, hôm nay mày không có nói rõ về chuyện của đại ca, tao giết mày. Tao đã sớm biết là vậy rồi mà. Vậy à? Cất súng đi. Con chó của anh thiệt dân lời chứ. Thằng bà, đừng có làm phách quá nha. Bây giờ ra giang hồ là phải bảo quy củ giang hồ là cái gì đã dứt bỏ rồi. Khi mà tao vui thì kêu mày bằng chú, còn nếu không vui thì kêu dài dịch thôi. Vậy có nghĩa là không cần phải bàn. Thiếu An là ngồi quán của Hồng Phát. Anh đi chơi nó, nghĩa là chơi tôi. Hôm nay anh ra khỏi cửa này sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết trước được. Ông không cần hù tôi. Dù Thiếu An, cho dù mày đem ông nội ra ta cũng không sợ đâu. Các vị, đây là ân quán giữa chúng tôi và Tán Bà, mong là các vị đừng có nhúng tay vào. Được, nếu anh Hùng nói vậy à, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào. Thiếu An, đừng có ngán nha, có ông đây sẽ chống lưng cho. Tôi biết là Tán Ba làm mà, nhưng tôi thì không muốn chơi tiếp nữa. Tôi biết ông coi trọng tôi, nhưng tôi thì không muốn chơi tiếp nữa. Đâu có phải là ngày đầu tiên đâu. Cậu leo lên bàn được mười mấy năm rồi. Cái bàn cao như vậy, bộ tưởng leo xuống dễ dàng lắm hay sao? Ông Hùng, cậu đừng chỉ lo cho bản thân mình, phải nghĩ cho tôi một chút. Cậu giải nghệ ai giúp cho tôi kiếm tiền đây? Ở dưới còn cả đám người theo tôi để kiếm ăn nữa, biết chưa? Làm người phải có đạo nghĩa mới được. Đúng, nhưng mà gì, nếu tôi nghĩ chơi ai với có nhiều người lên thế chủ tôi mà, có phải không? Nếu họ được thì năm xưa tôi đâu có đưa cậu lên chứ. An, tôi đối xử với cậu ra sao cậu biết rõ mà. Tôi coi cậu như là đứa con của tôi vậy, cậu nói có đúng không? Phải, tôi biết. Từ lúc mà cậu còn nhỏ đánh người ta bị thương, tôi biết cậu là một nhân tài rồi, cho nên tôi đã ra sức đào tạo cho cậu. Nếu không có tôi hả, cậu chỉ là tên tiểu chốt thôi. Cậu được làm đại ca sao hả? Làm người đó không thể phản nghịch phản bội như vậy được đâu. Bây giờ tất cả những gì tôi làm cũng là vì cậu mà thôi. Phải, nhưng mà thế giới như mình chỉ có ba kết cục mà thôi. Một là vô tù, hay bỏ trốn, hay bị chết ngoài phố. Tôi không muốn kết cục của tôi là một trong ba thứ đó. Ông Hùng, cậu đã thử chưa? Chưa chứ gì. Nè, tôi thì đã thử hết rồi, vẫn còn rất nhiều người tôn trọng tôi. Thanh niên trai tráng, đừng có càng lúc càng nhát gan như vậy. Đừng có suy nghĩ thêm. Miễn là đã gia nhập xã hội đen thì suốt đời sẽ là xã hội đen. Muốn thoát ly không phải là dễ dàng. Ông Hùng, tới đông đủ rồi. Để đây, coi tôi làm sao mà làm việc cho cậu. Vừa rồi làm hết vậy hả? Đụng chạm ông Hùng không có kết quả tốt đâu. Ông muốn làm gì nói gì? Cậu coi tiếp rồi sẽ biết thôi. Cho anh hưởng món ngon hơn đi. Đưa cho tao. Thiếu An, mày đừng làm mẫu. Đàn em tao không tha cho mày đâu. Giống như mày đã nói, ra giang hồ phải bảo đó mà. Bây giờ tao lấy hết khu vực Liên An của mày, coi cái đám đàn em của mày làm cái gì được tao. Mày đừng làm mẫu. Nếu tao bị gì bắt trắc, cảnh sát nhất định biết mày làm mà. Chưa chắc đâu. Nếu chết đi cảnh sát sẽ biết tôi làm mà. Của cậu làm thì làm sao, đâu có hại chứ. Cảnh sát kiếm không ra chứng cứ, cậu không sao đâu. Tôi làm như vậy là nghĩ tốt cho cậu mà thôi hả? Mai này cậu giải nghệ đi nữa cũng không có ai phá cậu đâu. Tiếp tục, cho nó sướng cho đã đi. Giờ đó, bây giờ thiên hạ đều biết Tán Ba chết vì chất cocaine mà.
Mắc mới gì tới tôi chứ? Tuy là cái xác của tán ba kiếm ra được trong nhà của hắn, nhưng mà theo báo cáo khóa nghiệm, cái xác là từ chỗ khác khiêng về. Có phải vậy không? Tôi không biết. Nhưng mà tôi biết ở trong ô ký, người đẹp nhất chính là cô đó. Nhóc con đừng có miệng lưỡi nha. Tán ba bị mày giết phải không? Nhận đi. Tôi làm sao nhận? Quả thật không phải bị tôi giết mà, làm sao nhận chứ? Ai nấy đều biết hai người có thù. Nó kiếm người giết anh mà. Sao anh tốt quá không đi trả thù chứ? Cô đừng có sát gần quá, nguy hiểm lắm. Coi chừng đó. Tôi thì không có làm đâu. Các người tin tôi đi. Nếu không phải anh làm vậy là ai? Hay là vậy nha. Nè, tối nay cô đi ăn cơm với tôi. Tôi sẽ kể hết những gì tôi biết với cô. Sếp Triệu. Sếp Triệu. Sao rồi? Sếp hai, đàn em của sếp làm việc kiểu gì đây hả? Nếu mà không chứng cứ thì thả người đi. Mất thời gian quá. Chỗ này là ti cảnh sát, làm ơn đừng xuống bừa bãi. Cô ăn nói tôi vậy sao? Chắc cô là lính mới, chưa có biết chết. Ông là Lâm Hùng mà, là anh hai của nó. Ông đừng tưởng vô này có thể thoát thần. Tôi kiếm đồ chứng cứ là đóng đinh ông liền đó. Chừng đó có ai không biết chết. Ông An, ông đã làm thủ tục bảo lãnh xong là có thể đi. Madam, qua đây tôi có chuyện muốn nói với cô đó. Sao hả, ông Hùng? Thông thường người mà động chạm với tôi không kết quả tốt đâu, biết không? Nhưng mà tôi thấy khi mà cô nói chuyện với tôi thì hai trái banh của cô đó cứ nhô lên nhô xuống. Tuyệt vời, tôi bỏ qua. Ông nói gì? Đi đi. Chỗ này là ô kỹ đó. Nghi. Cái thứ dân này tình nghi lớn vậy sao thả họ đi chứ? Mình không có đủ chứng cứ mà, cùng lắm là câu lưu thêm một ngày. Vậy cũng tốt mà, cái thứ này đều là đồ rác. Nó đã nói gì với cô? Bộ ngày đầu tiên đi làm sao? Sao lại bực bội về cái thứ đồ rác này? Anh có biết nó nói gì với tôi không? Hết chuyện rồi. Bây giờ đã không sao. Phải thì không sao thì tốt. Thì không sao mà. Vì đang khuya chung đi nha. Tôi đã hẹn với đám anh em rồi. Tôi không thấy đói. Cứ anh đi đi. Như vậy thì về nhà tắm nước nóng đi nha hả? Rồi ngủ một giấc là sẽ hết chuyện. Về. Có cần kiếm một người mua bó bông tặng cho cô để mà vui lại không hả? Đi làm chuyện của anh đi. Madam, đi ăn khuya nha. Cả đám anh em tới mời cô kìa, đi đi. Đã nói là không đói mà. Anh chị đi đi nha. Họ đang chờ anh đó. Được, mình đi. Đi. Ok. Chú già có đó không? Ông đi vắng, ai kiếm ông vậy? Chúng tôi là công ty tài vụ Lợi Phát. Cô ấy nói với ông là tuần lễ này mà không trả dứt nợ, chúng tôi sẽ cho người lên thầu đó. Đừng tưởng cảnh sát mượn tiền là khỏi trả. Thôi chào nha. Nghi à, cô không đi ăn khuya với họ sao? Chú à, vừa rồi công ty Lợi Phát lại điện thoại tới, nói là chú còn không trả nợ họ sẽ kiếm tới thì cảnh sát đó. Chuyện gì đây, sao làm dữ vậy? Đâu có bao nhiêu đâu. Nếu mà chú còn không trả cái chồng chất như vậy, chú làm sao mà trả hết nổi? Chú thiếu người ta bao nhiêu tiền? Thôi bỏ đi. Ngày mai tôi chuyển cho chú 30.000 trước. Xin lỗi nha. Cứ bắt cô cho tôi mượn tiền. Nhiều thì tôi không có. Chú Dài à, đừng có trách tôi nhiều chuyện nha. Chú cứ cờ bạc như vậy thì không xong đâu. À, hết rồi. Nợ cũ thôi. Tốt nhất là vậy. Đừng có cờ bạc nữa. Nếu không tôi giận đó.
No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. Không biết tại sao gần đây tôi thích nghe bản này. Tôi cứ nghĩ là người mà tôi yêu thích có phải như là bản nhạc này không? Trong vòng một phút đã yêu thích tôi. Anh đừng có nói với tôi là anh đã yêu thầm tôi nha. Phải. Tại sao? Nhiều khi chuyện này thì khó mà giải thích lắm. Lần đầu tiên tôi gặp được cô ở quán karaoke của tôi đã có cảm giác này. Cảm giác? Thứ dần dần cũng có cảm giác sao? Vẫn còn chút mà, nhất là đối với cô. Ông An, tôi nghĩ tôi phải nói rõ ràng với ông. Ông vốn không có cơ hội. Cho dù là thân phận học thức địa gì, ông không có thế nào đủ tư cách trèo cao. Trèo cao? Tôi trèo cao cô hả? Phải. Tôi nghe dân ca. Mà ông biết nghe dân ca sao? Ông làm ơn đừng có quấy rầy tôi nữa. Thưa cô, cái ông kia nhờ tôi chuyển cho cô đó. Hai bàn tay trắng nghèo sơ xác nghèo. Hai anh đừng có hát bản này có được hay không? Bản này hay mà Madam. Hai bàn tay trắng nghèo sơ xác rác. Nè, tôi bị hai anh đừng có hát có được hay không? Xin lỗi Madam, xin lỗi. Nghi à, chuyện gì bực bội vậy? Ô Ký, bé Minh hả? Cái gì? Chú đã bị mất tiêu. Đã 2 tiếng đồng hồ chưa về. Bây giờ em đang ở đâu? Em đừng có đi đâu nha, chị tới kiếm em ngay. Có chuyện gì? Không gì, tôi bận chút gì phải ra ngoài. Em Minh, sao em lại gạt chị? Chú nói là chị đã giận ổng, không có chịu chúc mừng sinh nhật cho ổng, cho nên em mới chịu gạt chị thôi. Chị đừng có giận em nha. Anh làm cái gì đây? Đâu có thể dạy con nít nói láo chứ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Chú sinh nhật vui vẻ. Happy birthday to you. Sinh nhật vui vẻ. Có thể mời cô nhảy một bản không? Chị Minh à, nhảy đầm thì là vui lắm. Trước khi chị tới chú đã dạy em nhảy thì là vui lắm. Mấy mình thì vui như vậy. Chúng ta chơi nha. Phải rồi, chúng ta chơi đi. Được. Chị nhảy đầm với mình đó. Để chú. Nè, nè, cô bệnh đi, nè. Nè, để chú. Nè, qua đây. Để chú. Cháu thấy mệt quá, cháu không có nhảy nữa. Được. Chị đem qua ngồi nha. Anh làm gì? Chị à, có chuyện gì đó? Không gì. Coi như là quà sinh nhật nha. Nhảy một bản. Đúng rồi, chị nhảy tiếp đi. Cô cũng đâu muốn mấy mình không vui chứ. Tôi muốn hỏi cô, nếu như tôi trở lại một người bình thường, không biết cô có tiếp nhận tôi không? Tôi đã quyết định làm lại cuộc đời. Cô cho tôi thời gian đi. Tôi nhất định làm nổi mà. Cảm ơn nhiều. Chưa cho cô biết nha.
trong bao nhiêu ngày sinh nhật của tôi. Hôm nay tôi thấy vui nhất. Sao hả? Có ngon không? Ăn bánh đi nha. Mời cô dùng bánh. Nữa. Nín đi, nín đi, nín đi, nín đi. Có gì mà bực bội dữ vậy? Chiếc xe không biết có chuyện gì mà kêu dữ vậy nè. Được rồi, sớm muộn sẽ bán nó đi, thiệt tình. Kìa. Ê, nè. Không có gì chứ? Không có gì. Cảm ơn anh nhiều. Quê, chuyên gia nói là không có được vui, tốt nhất là đừng có lái xe nha. Cô đi đâu tôi đưa cô đi. Anh được rảnh sao? Thấy coi như vậy tôi làm gì cũng không có yên lòng mà. Xe cô tới bên kia kìa. Đi. Cô muốn đi đâu? Định là đi thăm thằng con. Nhìn thấy nó sẽ được vui hơn. Còn cái mà cô thường nói thì ra cái đám này hả? Nếu không anh tưởng là cái gì? Tôi biết anh có hỏi chú dài. Thật ra anh biết tôi chưa có chồng mà. Tôi tưởng là cô... Cô... Có gì muốn nói thì cứ nói đi. Sẽ bị cô rầy thôi. Thiệt là điên. Thật ra cô thích con nít như vậy thì tại sao cô lại... Làm đám cưới sớm để sanh một đứa nhỏ với mình. Sếp Triệu cũng truyền thống lắm chứ hả? Vậy, giai đoạn ắt có của đời người mà. Nếu như vậy có lẽ tôi phải hạ quyết tâm để kiếm người bạn trai. Quỳ, có nhân tuyển trước mắt rồi. Cao lớn đẹp trai, có tài có đức nữa. À. Anh nói thiệt hả? Mấy câu ái ngại như vậy, biết tôi làm sao trả lời? Anh quá truyền thống đi. Không thích hợp với tôi đâu. Cái cảm giác như là... Cảm giác có thể thay đổi mà. Tôi tin rằng ở lâu sẽ sinh ra cảm tình. Thiệt sao? Thiệt mà. Rốt cuộc đã được vui lại. Mẹ mình muốn đi toilet. Để tôi đưa nó đi. Em không chịu. Là phải vô toilet nữ. Vậy để chú đưa đi nha. Đi. Bé mình nói là muốn ra ngoài chơi. Tôi đã hứa với nó rồi. Nhưng mà nó cứ đòi phải rủ luôn cô. Anh làm ơn nha, đừng có lợi dụng bé mình để hẹn tôi ra phố nữa. Tôi đã nói với anh rồi, chúng ta không có phải người cùng loại. Tôi không muốn gặp được anh nữa đâu. Có phải lời thật lòng không? Không gì chứ hả? Bé Minh. Chú, có phải là chú tới rồi không? Bé Minh, chú đi cho ra ngoài vào chơi nha. Rủ chị đi luôn đi. Tôi không đi. Bé Minh chơi cho vui nha. Ừ. Bye bye. Bye bye. Mình đi. Hắn cũng có phần trời dưỡng bé mình. Nè, nói chuyện đi. Khi không mà trong đêm khuya hẹn tôi ra, có chuyện gì? Anh biết là chuyện gái điếm yêu cảnh sát chứ. Vậy anh có nghe qua nữ cảnh sát yêu đại ca không? Anh nói gì? Nếu mà anh nghĩ thích chơi mới mẻ muốn chơi bà cảnh sát, tôi khuyên anh đừng nha. Tôi rất là rành tính của cô Nghi. Sao anh biết? Anh là con trùng trong bụng cổ sao? Nếu thiệt tôi dùng thuốc sổ lại. Thằng Kỷ, tôi nói thiệt đó. Người ta là sinh viên mà. Anh cưỡng ép đem những chuyện không hợp để chung thì chướng mắt thôi. Anh có nhiều gái lắm mà, có phải không? Anh không cho cô thích tôi sao? Có 10 cô gái, 9 người thích lãng tử mà. Nè, anh đừng nói với tôi là anh thích cổ nha. Hai anh em cũng yêu thích cô gái, không phải sướng lắm đâu. Chờ chút. Hello, hello. Ở đâu? Tới ngay. Tới ngay. Tôi thiệt bận rộn lắm. Có gì điện thoại cho tôi. Ở trong. Quê, chào. Quê. Xì kia bài bạc. Lâu nay là ngày của mình. Vấn đề là làm sao khớt trường, làm sao cho lớn lên tôi.
An à, vậy thì cậu rút bớt thì giờ ra bàn với các chú bác đi, coi còn có mánh mung gì không. Nè, tôi giao cho cậu đó. Ông Hùng, trước đó tôi chỉ là tạm thời thế chỗ của ông thôi, bây giờ ông đã trở ra, tôi thấy thiệt nên giao lại các thứ cho ông. Các chị nói đúng không? À đúng, đúng sai. Sai. Thiệt nên lắm mà. Cái thằng khỉ này biết nịnh bợ quá đi hả. À các chị, tôi định là làm luôn quân quả với lại dân đi lậu. Thằng Bao á đã bàn với họ rồi, nhưng mà về mặt nhân sự thì nó không rành bằng thằng An đâu. Cậu với một tay đi. Ông Hùng, anh Bao là tay chân của khủng long, nếu mà muốn làm, tôi thấy ông thì nên giao cho khủng long làm đó. Sao nể mặt quá vậy? Sự thật phải vậy mà. Ê, tùy các người, còn về dân đi lậu thì giao cho cậu với khổng long lo. Ông Hùng à, cái vụ tấn bà đã bị bánh rồi, cả đám cảnh sát đang bám sát tôi đó, tôi không muốn đụng tới vụ này. Tôi đã nói rồi mà, cái vụ này vốn không cần phải rủ ảnh, dù nào ảnh cũng không chịu chơi. Ý gì đây hả? Hàng à, cậu là anh hai của người ta đó. Ông biết tôi là muốn giải nghệ phải không? Đừng nói tôi thọt bảy mánh nha. Tôi cho anh biết, hễ ra chơi rồi thì phải chơi tới cùng. Nhát như vậy ra để thống gì? Coi anh kìa, cái tướng của anh như vậy, làm sao làm đại ca của người ta? Anh đã xẻ hết rồi. Nè ông Hùng, tôi chỉ nói thẳng thôi, đừng có trách tôi nha. Ngồi xuống. Hôm nay bàn tới đây thôi, giải tán đi. An à, cậu hãy vô phòng sách với tôi, tôi có chuyện muốn bàn với cậu. Lần trước tôi đã nói rõ ràng lắm rồi, cậu muốn giải nghệ chỉ là ý riêng của cậu mà thôi. Bây giờ tôi nói cho cậu biết, không được. Tại sao? Không có gì tại sao đâu, tôi nói không được là không được. Nếu tôi kiên trì thì sao? Được, cậu đi đi. Chỉ cần cậu bước ra khỏi cửa này, từ nay không có ngày được yên ổn đâu. Ê, ngoan đi, chỉ cần cậu nói một câu xin lỗi là coi như không hề xảy ra chuyện gì. Cả tuần lễ này, các vật giành gái giành khu vực, trả thù chém giết đều là đàn em của anh làm. Sao đây, lần này khó thoát rồi chứ? Thì không mắng mớ tôi. Bây giờ Lâm Hùng đã tự nắm quyền lại, chỉ là kéo tôi xuống nước thôi, không mắng mớ tới tôi. Anh nghĩ tôi có tin hay không? Tại Lâm Hùng không cho tôi quay trở lại, hắn cố tình kéo tôi xuống nước, trút hết tội này lên mình tôi. Madam à, tôi quen cô bấy lâu, có khi nào tôi gian dối với cô chứ? Như vậy thông đồng với bé Minh gạt tôi lại tính sao? Anh nói gì giải nghệ chứ, đừng có tự gạt mình nữa. Tôi không có tự gạt mình. Cái lần bé Minh đó là ngoại lệ, tôi thì đang tiến hành, tôi không có gạt cô. Cô có thể yên lòng, điều mà tôi hứa với cô tôi nhất định sẽ làm. Vì tôi yêu thích cô. Đừng nói thêm nữa. Toilet ở đâu?
Ra cửa quẹo trái. Cả cái xã hội đang sắp bị lộn ngược lại rồi. Bọn phải chờ tới chết mới chịu rút tay hay sao? Tôi đã rút tay rồi. Là Lâm Hùng không chịu tha cho tôi thôi. Cả anh cũng không tin tôi sao? Tôi không phải là không tin anh. Nếu muốn tôi tin anh phải có hành động thực tế cho tôi coi mới được chứ. Tôi đã làm rồi. Nếu tôi không làm, Lâm Hùng đâu dễ như trò như vậy. Vậy có nghĩa là tất cả các chuyện đều không mắc mới tới anh à? Phải. Nếu là vậy thì anh làm nhân chứng điểm đen cho cảnh sát đi. Bắt Lâm Hùng rồi thì đâu còn mắc mới tới anh. Hơn nữa còn có thể giảm hình phải không? Tôi làm bao nhiêu chuyện vì cái gì? Vì tôi cũng muốn bị tù thôi. Được, vụ này bỏ qua. Rồi bên công an nghĩ ra sao? Người ta có tương lai rực rỡ, đừng có đi phá người ta nữa. Tại sao anh phải báo hại người ta? Cô ta không có thích anh đâu. Thật ra tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết kết quả ra sao. Tôi chỉ biết tôi thật thích cổ. Thiệt đó. Hai mươi mấy năm rồi, anh có thấy tôi nghiêm túc gì không? Sếp Triệu, luật sư của hắn đòi bảo lãnh. Thật ra họ đã quen biết hai mươi mấy năm. Có cảnh sát che chở mà, hèn chi nó cứng cáp như vậy. Tôi chỉ lo Triệu Gia Cường sẽ dụ nó làm nhân chứng điểm đen. Nó làm nhân chứng, tưởng nó không bị ra sao? Nó không có dạ dột gì đâu. Cảm ơn nhiều, anh đi được rồi. À. Ông Hùng, số tiền mà tôi thua hôm đó 200-300 ngàn thôi, bỏ qua đi. Cảm ơn ông, tôi đi nha. Chị à, chúng tôi đã ở đây chờ chị lâu rồi, định là rủ chị đi dạo phố đó. Bé Minh Hoàng ở lại chờ chị nha. Chị có chuyện muốn bàn với ảnh. Thật ra anh muốn sao chứ? Đã chơi xong chưa? Tại bé Minh đòi rủ cô đi thôi. Anh làm ơn đi nha, anh đừng có lợi dụng bé Minh nữa. Chị à, nếu chị không đi thì thôi, tại em đó. Tại em bắt chú, phải rủ chị đi luôn đó. Cô chỉ biết đầy tôi, còn cô thì sao? Rút ít thời giờ để bé mình đi chơi, có cực khổ bao nhiêu chứ? Coi như tôi trong suốt được không? Chị à, hôm nay em đi chơi được vui lắm. Ây da, em có sao không? Đừng có chạy nha. Chị Minh hả? Chị á? Chạy đi. Chết nè. Chạy đi nè. Chị á? Chị? Chị á? Chú hả? Chạy nè. Chú hả? Cái người ở đâu vậy? Chị á? Chết. Chết đi. Chết mẹ nè. Chị à. Chị. Chết. Bé Minh. Chết. Bé Minh. Mấy mình, đưa tới nhà thương. Qua bên kia. Quỳ tả, bác sĩ đâu? Anh đi qua bên kia đăng ký đã. Bác sĩ đâu? Anh đưa tới phòng cấp cứu đi, tôi đăng ký. Bác sĩ à, làm ơn cứu nó nhỏ đi. Nghĩ chi vậy? Cứu người trước đã.
Quay cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát. Cứu người trước đã, bác sĩ ạ. Nhanh lên, cứu người trước đã. Nhanh lên đi mà. Đi vào đi, cứu người trước đã. Nhanh lên đi. Nè, cậu nè. Nè, nè, anh sao vậy? Bác sĩ, bác sĩ. Bác sĩ, Như Thứ An ra sao? Ảnh chủ yếu là bị mảnh chai và vật cứng đâm trúng, đã may hết mười mấy mũi kim, xương cánh tay trái thì bị nứt. Tôi có thể vô thăm không? Được, nhưng mà đừng quấy rầy lâu nha, ảnh cần phải nghỉ ngơi. Rốt cuộc con đã chịu ra rồi hả? Tôi thật là không hiểu. Tôi có gì không bằng ảnh? Tôi quen biết cô trước ảnh, học hành cao hơn ảnh. Tôi là người tốt, ảnh không phải. Cô hãy cho tôi một câu trả lời đi. Tôi không cam lòng mà, có biết không vậy? Cô nói cho tôi biết đi. Xin lỗi anh. Thật ra cô thích cái gì của ảnh chứ? Cô nói đi. Sao hả? Như vậy không khác gì là cái thằng phản bội. Bây giờ hai bên trắng đen đều đang ép tôi. Tôi đã hết đường chọn lựa. Được. Họ làm tới thì tôi sẽ làm luôn. Trước tiên phải thuyết phục đám cảnh sát, để cho họ tin tôi, biết là không mắc mớ tới tôi. Rồi cho người thủ tiêu Lâm Hùng. Các xã đoàn khác nhất định không sao. Đúng rồi, người không vì mình trời trụ đất diệt. Anh đã bỏ Phú Quý sao? Ra giang hồ bấy lâu, không tới lúc rút chân rồi. Nhưng mà bó tay nhất bây giờ là chiếc dĩa từ. Mấy việc khác thì có thể nhờ thằng Bé và thằng Bảy lo cho xong. Giỏi lắm, giỏi lắm. Lãnh bao nhiêu nhát mà vẫn sống nhằn đứng ở đây ha. Ê, giải nghề làm cái gì? Còn chơi dài dài mà. Khuya vậy còn tới thăm tôi, bộ muốn coi tôi bị chết chưa sao? thông minh hả? Nè, thử hỏi, nếu mà không có cậu tôi làm sao đây? Bây giờ đó hả, tôi đã châm lửa bên ngoài rồi. 19 khu đều đi kiếm cậu đó. Bây giờ cậu chỉ còn có một con đường, là theo tôi. Có tôi coi chừng cậu, không có ai dám đụng chạm tới cậu đâu. Hả? Vậy hả? Được rồi, từ từ suy nghĩ đi. Anh đang à? Hay là anh đứng ra dừng cờ khác đi. Tôi nói cái đám anh em theo anh, nếu như mà thằng nào không chịu, tôi sẽ cho người chém nó. Trước đó tôi làm bao nhiêu chuyện như cái gì? Làm theo ý tôi đi.
Chúng tôi bắt được tiền tiền báo Hồng Phát có mình mới cô Ken hôm nay cập bến. Sếp Triệu sẽ giải thích hành động lần này với các vị. Sếp Triệu. Thank you. Các vị, hành động lần này chúng ta sẽ chia bên ba ngã. Chúng ta sẽ phối hợp với bên đại bố. Và anh em ở bến sẽ hành động chung với chúng ta. Anh em có vấn đề gì không? No sir. Và bây giờ, bất cứ ai đều không thể rời khỏi chỗ này. Anh em hãy soi giờ. Bây giờ là 23 giờ 06 phút. Anh em hãy tránh làm cho tốt. Yes sir. Yes, sir. Cái ổ xác ở dọn nhất thôi cũng bị ụp luôn. Trong dữ liệu thôi. Mày nói một câu dễ nghe một chút có được không? Nói thiệt nha, cảnh sát ụp ổ không làm dữ gì đâu. Đừng có trách tôi nói thẳng. Trong xã đoàn của mình coi về. Mày nói là thằng An hả? Chắc không đâu. Ông Hùng, trở mặt thì thành kẻ thù. Kẻ phản bội không coi tướng đâu. Biểu anh em phải lo liệu. Hai hôm sau đi đó. Bảo trọng đại ca. Lên là chúng nha. Nói đi. Chiếc dĩa từ có phải trong tay của thằng An không? Không biết. Tôi không biết. Alo. Phải. Thằng Bảy đâu? Tiếp tục kiếm. Kiếm không ra đừng về gặp tàu. Ông Hùng, vẫn chưa kiếm được thằng An. Nó nhất định có liên quan với mày. Nó đâu? Nếu mày nói ra, tao sẽ tha cho mày. Hả? Tha tôi à? Cho dù tôi biết đi nữa tôi cũng không nói đâu. Nè, tụi mày học nghe đi. Dân giang hồ quan trọng nhất là có đạo nghĩa. Mày trọng đạo nghĩa hả mày? Được, ta cho mày tội nguyện. Lôi tới trước mặt quan gì cả. Cắt hết gân tay gân chân của nó. Chỉ để cái miệng cho nó nói đạo nghĩa mà thôi. Dạ được. Lần này phải làm phiền anh rồi. Tôi nghĩ thằng An nhất định sẽ giao dĩa từ cho cảnh sát đấy. Anh hãy mau nghĩ cách lấy lại giùm cho tôi. Ông Hùng, chuyện này lớn lắm. Tôi sợ làm không nổi. Tôi sắp về hưu rồi. Không sao đâu. Vậy thì 800 ngàn đó trả lại cho tôi đi. Vì nghĩ là tôi không bắt anh làm không đâu. Nè, chỗ này có 3 triệu bạc. Cho dù là bị mất tiền hồi hưu cũng đủ cho anh qua Canada nuôi vợ nuôi con rồi. Nhưng mà anh em của tôi ở bên Canada,
Họ nhất định sẽ chăm sóc đàng hoàng cho vợ con của anh. Suy nghĩ nhiều làm cái gì, cầm lấy đi. Buổi sáng mà ăn cháo trắng sẽ tỉnh táo người đó. Sẵn nóng ăn nha. Sao chỉ có một phần vậy? Tôi ăn rồi. Vậy được. Chuyện gì? Lại bị thua tiền à? Dạo này làm cực muốn chết luôn, đâu có thời giờ mà thua tiền. Nhưng mà có việc này không biết có nên nói không. Nói ra thì không nên, nhưng mà không nói ra không được thoải mái. Chẳng thà không biết còn hơn. Chuyện gì chứ? Thì là sếp Triệu đó. Thật ra tôi không muốn nói đâu. Nói ra sợ hại đời của ổng. Nhưng mà làm một nhân viên cảnh sát, làm gì không được ổn lắm. Nếu như có ảnh hưởng tới tiếng tăm của cảnh sát thì càng phải nói. Bộ cô không thấy dạo này tình báo của sếp Triệu thì trúng quá hay sao? Cả cái Hồng Phát sắp bị mình lật ngược lại. Lâu nay mình có người ăn ten mà. Tôi nghĩ là tình báo này do Dư Thiếu An báo với lại sếp Triệu. Họ là bạn già với nhau, chơi từ nhỏ tới lớn. Chơi từ nhỏ tới lớn? Có lần Dư Thiếu An đã bị cô bắt về mà. Tình cờ tôi nghe được họ trò chuyện trong toilet. Làm gì có lợi gì cho họ? Nè, Lâm Hùng bị gục, ai lên chỗ của hắn chúng ta đều rõ. Nếu như quả thật họ cấu kết nhau thì thiên hạ đại loạn đó. Vui quá hả? Sếp Triệu, hôm nay có nhiều đoạn như vậy, có phải sắp được thăng chức hay không? Quay, bữa nay chỉ là thường thôi, không tính đâu. Phải ăn một bữa nào nay đó. Quay, đừng có suy nghĩ bừa bãi nha. Giờ này anh em cực khổ lắm rồi, uống nước đi. Quay, uống nước. Cấp trên thì là hài lòng về hành động lần này của mình đó. Anh em phải ráng đi nha. Có được thăng chức hay là không cũng nhờ dáng này. Thì nó nhất định mà. Cạn ly. Qua, ăn gì đây? Tôi muốn ăn cái miếng kia kìa. Qua, con gái mang dữ vậy? Ôi, được, bên này nè. Ăn đi. Cảm ơn nha, ngon quá. Chuyện gì? Không được khỏe hả? Ăn đi. Họp nha. Về chỗ, tới giờ họp rồi. Sếp Vinh. Ngay từ bây giờ, hành động này sẽ giao cho cô Nghi nắm đầu. Có vấn đề gì hay không? No, sir. Sếp Triệu, tới phòng của tôi một chút. Yes, sir. Anh đi với nhau mà. Báo lại cho chuyện đổ bể ra rồi nè. Mày nói cái gì? Khốn nạn mà. Giết cha mày đi. Đánh đã chưa? Tại sao mày tốt đưa tin cho tao vậy? Có phải muốn lợi dụng tao để đánh chìm Lâm Hồng không? Hả? Mày muốn lên chỗ của nó à? Mày nói đi. Tao không có súng ở đây. Nếu mà có súng tao bắn bể đầu của mày rồi. Mày không có súng hả? Nhưng tao có nè. Lấy đi. Tao hại mày. Hại mày làm gì? Bây giờ Lâm Hồng né tao tới đường cùng rồi. Nó dùng tên tao đi gây thù khắp nơi kìa. Tao tốt bụng muốn giúp mày thôi. Nếu hồi nhỏ không có kiếm mày liền bom nước thì bây giờ không có chuyện gì hết. Hồi nhỏ cái gì? Tao biểu mày đi cảnh sát mày đi. Sao không nói mày ngu? Quê, tao tội nguyện cho mày thôi. Tao không biết mày có thể lên trước đâu đại ca à. Mày là đại ca thiệt. Mày không có làm đại ca thì bây giờ đâu có chuyện gì. Vậy bây giờ làm sao? Quê, thằng về bị chết rồi. Lâm Hùng có kiếm mày không? Tối mai tao sẽ qua Việt Nam. Điều này ai nói ra? Mẫn Nghi. Nhưng mà cổ không có chịu nói ra, ai đã nói với cổ? Điều này không đơn giản như mình nghĩ đâu. Liệu Hùng nha. Có ai mà không biết. Quê, tao có cảm giác như là Mẫn Nghi thích mày đó. Chỉ là cái miệng không có nhận thôi. Mày định sao hả? Tao sẽ trả gì? Được. Tao giúp mày coi chừng cổ không có cho ai lại gần. Nhưng mà như vậy đừng có đi lâu quá nha. Hả? Em muốn làm sao? Còn muốn dặn con tới lúc nào nữa? Em muốn làm gì đây? Tôi biết cô yêu thích tôi.
Cô thích tôi thì cứ nói ra đi, sao phải giấu giếm chứ? Chỗ này chỉ có tôi và cô hai người thôi, cô hãy nói đi có được không? Anh buông tay đi. Cô nói ra tôi sẽ buông tay. Tôi không nói, anh buông tay ra. Đừng nói. Nếu tôi không phải là sao hồi đèn, có chịu cho tôi cơ hội không? Năm sau tôi sẽ dùng thành phần khác tới cua cô. Chỗ này có hai món quà, món lớn cho bé mình, món nhỏ cho em. Anh muốn tặng cho nó thì tự đem tới cho nó. Nếu không phải anh, nó vốn không cần phải nằm nhà thương. Xuất viện mấy lâu sao không tới thăm nó? Tôi không phải không muốn đi thăm nó, mà là không muốn hại đời nó. Vì tôi không biết còn bao nhiêu người muốn kém tôi. Cô có biết tại sao tôi muốn giải nghệ không? Tôi không muốn mai này con của tôi vì tôi mà phải lo sợ hãi. Anh đi đâu vậy? Tôi định rời khỏi Hồng Kông, nhưng tôi nhất định trở về. Thật ra anh Cường không công kết với tôi. Nếu như được, cô hãy giúp ảnh. Nghi à, có tin mới. Thằng ba tối hôm qua gọi tôi, nói là sẽ có chiếc đĩa từ phạm tội của Lâm Hùng đưa cho mình, nhưng mà có điều kiện là mai này lỡ có chuyện gì thì mình không thể khởi tố nó. Cũng là dĩa từ sao? Ở đây tôi cũng có một cái, nhưng mà tôi chưa có coi. Thôi đi Nghi, thà tin có còn hơn, phải lấy luôn về đã. Thằng ba nói như là tối nay sẽ đi Đại Phi đó. Lên xe. Mình đi gấp quá, đã quên đổ xăng rồi. Phải ghé trạm xăng chút. Ông chủ vô bao nhiêu? Vô 200 đi. Để tôi điện thoại xác định lại. Alo. Cô Nghi nhắn tin cho chủ máy, biểu là 12 giờ tối nay tới kho hàng có phấn lãnh chờ. Nhất định phải tới, có chuyện quan trọng. Sao vẫn chưa tới? Có lẽ sắp tới rồi. Nghi à, tôi nghĩ hình như là không ổn đó. Nếu như họ nói đưa chiếc đĩa từ tới cho tôi, như vậy đĩa từ của cô. Dạ hả? Đưa tôi coi. Xin lỗi Nghi nha, lần này cô phải giúp tôi. Tôi thiếu nợ mấy trăm ngàn bên ngoài, tôi không thể không làm vậy. Chứ đĩa từ này cô đưa tôi nha. Chú dài à, chú đừng có như vậy mà. Chú còn một năm nữa là hồi hưu rồi. Thì cũng chính vì vậy tôi không còn cơ hội kiếm tiền nữa. Tiền hồi hưu của tôi phải chừa lại cho vợ con. Có chuyện gì tôi sẽ giúp chú mà. Chú làm như vậy là phạm pháp đó. Chú trả cái dĩa lại cho tôi. Trả lại đi. Tôi không trả phải trả cho cô. Lâm Hùng không cho tôi quay trở về đâu. Dù có sếp Triệu thì sao? Là Lâm Hùng biểu tôi làm. Tôi đã gọi sếp Triệu 12 giờ tới đây. Chú dài. Thank you.
Sao vậy? Làm xong chưa? Ông Hùng, chiếc điện tử ở đây. Vậy anh còn chờ cái gì nữa? Anh không thủ tiêu cái mụ cảnh sát này, làm sao mà thoát thân được? Ông Hùng, tôi chỉ hứa với ông lấy cái điện tử thôi mà. Tôi chỉ nghĩ tốt cho anh thôi. Đừng có lo, tôi đã dàn xếp sẵn cho anh rồi. Cô muốn cứu cái thằng phản bội này hả? Được, tôi cho cô một cơ hội. Bây giờ cô đánh gãy vào cái thằng phản bội này, tôi sẽ cho hai người đi. Để nó nằm xuống, chạy nó luôn. Làm gì? Nè, làm gì? Cú ra. Nếu mà cô không làm, tôi sẽ bắn nát óc của nó ngay. Đánh đi. Cô đánh đi. Anh chạy luôn. Đánh kia đi. Mau đi. Sao chứ? Giúp anh em một tay đi. Anh Nam, ra đi. Mau lên. Lẹ lên. Bỏ lên đi. Nguy hiểm lắm. Thôi lẹ lên. Chạy đi. Nhanh lên. Chạy mà lên. Nguy hiểm lắm. Không được. Bỏ mặt tôi. Chạy đi. Không được. Chạy đi. Mau lên. Không được. Chạy mau đi. Lên mà. Chạy mau đi. Lùi ra. Bỏ mặt tôi. Nhanh lên. Chạy đi. Mau lên. Nữa. Chạy lẹ đi, nếu không là không kịp nữa. Đi.
chị đọc cái lá thư này giùm em đi. Không biết ai đã gửi cho em đó. Em ngồi xuống đi. Cô giáo à, tôi coi chuyện đó được rồi, cô đi làm việc đi. Ừ. Sao em có bạn bè sao quá vậy? Cái gì vậy? Lá thư với cái gì đó? Bé Minh, xin lỗi nha. Chú đi vội vã, không kịp báo với bé. Bây giờ chú ở một nơi rất xa và đã bán cà phê. Chú nghĩ có một khoảng thời gian không thể trở về đây. Bé phải ngoan ngoãn học hành, đừng có nghịch ngợm và hãy nghe lời chị. Hết rồi. Lá thư đã chấm dứt và không có tên ở dưới. Có phải là của chú gửi tới không? Chị nghĩ là vậy. Vậy bây giờ có phải chú ở một nơi xa lắm không? Phải. Cho dù đi máy bay cũng phải đi lâu lắm mới tới. Một nước nhỏ ở tại châu Âu.